Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng lấy văn hóa để soi sáng đường đi của mình. Báo VOA ngày 5 tháng 9 có đăng bài viết của tác giả Trần Văn bình luận về những vấn đề văn hóa nội tại dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo đó, vừa qua, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, lại nói về nét đẹp văn hóa, về truyền thống, về tinh thần, về khát vọng Việt Nam. Tại hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 vừa được tổ chức ở Hà Nội, ông Chính lặp lại lời ông Hồ Chí Minh, văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đảng của ông Chính đột nhiên quan tâm đến truyền thống văn hóa, lồi đề cương văn hóa Việt Nam do ông Trường Chinh soạn thảo để khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là đuốc soi đường nên cần ngẫm nghĩ xem vì sao lại thế. Tác giả phân tích, gần đây nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ trích kịch liệt việc các cơ quan truyền thông tiếp tục khai thác những vấn đề kiểu như Hoa hậu Diễm Hương bị rắn bò ngang bụng lúc đang ngủ, rùng mình nghe dân tình phán điều đáng sợ. Hay xôn xao clip người đàn ông dòm váy của cô gái chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng. Hay Khánh Thi khó ngủ mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ, Phan Hiển xoa bụng vợ cực đáng yêu. Bất kể kinh tế suy thoái chưa thấy điểm dừng, xã hội hỗn loạn. Tất cả các giới bi quan vì bế tắc đủ mọi khía cạnh, hệ thống truyền thông chính thức vẫn tiếp tục né tránh, không những không chạm vào những vấn đề nóng nhất, gây bức bối nhất, mà còn tiếp tục dẫn dắt công chúng, đặc biệt là giới trẻ, chú tâm vào phần mà một số chuyên gia tâm lý từng khái quát là đóng hộp những chuyện tầm phào để đánh từ thắt lưng trở xuống. Xưa này, dưới thắt lưng vẫn thường được dùng để ám chỉ những nhu cầu thuần túy bản năng. Trong tâm lý chiến, đánh từ thắt lưng trở xuống là cách gọi việc khai thác tối đa những chuyện tầm phào để tạo ra sự hoang mang, nghi ngại, tâm trạng bất an, sự bất bình với thực tại, kể cả sự sợ hãi, trốn chạy thực tại. Đánh từ thắt lưng trở xuống còn có thể sử dụng để thủ tiêu những khát vọng, nỗ lực hướng thượng, sự quan tâm và mong muốn đóng góp thay đổi môi trường sống, không gian sống theo hướng tích cực hơn so với hiện tại, khiến đối tượng chỉ còn quan tâm đến việc tìm kiếm tự thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, ăn, ở, hưởng lạc. Khi nhiều cá nhân chỉ còn quan tâm đến việc thỏa mãn các nhu cầu của riêng họ, tinh thần của cộng đồng sẽ bị lệch lạc, tương lai của một xứ sở sẽ sụp đổ. Hình ảnh ông Chính tại Hội nghị Văn hóa năm 2023. Không chỉ báo chí, cung cách quản trị điều hành xã hội cùng với nỗ lực chống tự diễn biến, tự chuyển hóa để duy trì sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những thế hệ mà đa số thành viên không còn bận tâm đến thời cuộc, xem bất công, bất toàn như điều hiển nhiên, xem phản biện hay vận động để tạo ra những thay đổi theo hướng tích cực hơn là phản động, là phản bội. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang ra sức quảng bá cho việc đang soạn thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Làm sao để có thể đạt được mục tiêu đó khi cung cách quản trị điều hành xã hội vẫn chỉ là nhằm thủ tiêu các ý kiến khác biệt và những đề nghị trái với chủ trương, đường lối vốn đầy rẫy sai lầm bằng luật hình sự thay vì thừa nhận tự diễn biến, tự chuyển hóa là quy luật sinh tồn. Nhờ vậy, nhân loại mới tồn tại và phát triển thì lại liên tục khẳng định đó là nguy cơ phải chống đến cùng. Làm sao có thể đạt được những mục tiêu đó khi hệ thống truyền thông chính thức được sắp đặt theo hướng chỉ cổ súy các cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, xem việc làm sao để có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể chứng minh mình sành điệu là lý tưởng của cuộc đời. Việc lồi đề cương văn hóa Việt Nam ra và tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra trong bối cảnh đạo đức cách mạng không những đã hết mà còn đang làm cho công chúng nôn thốc nôn tháo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Đảng lấy văn hóa để soi sáng đường đi của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vào sáng ngày 5 tháng 9 tiếp trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu ở Hà Nội. Hình ảnh VOA đưa tin. Theo truyền thông nhà nước loan tin cùng ngày,
Cuộc tiếp diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Theo truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng nói với ông Lưu Kiến Siêu tại cuộc gặp rằng hai đảng Cộng sản và hai nước Việt-Trung duy trì đã phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất vào khi hai phía kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2023. Mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng được giới quan sát nhận định sẽ được hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam lần này. VOA dẫn lời Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin rằng ông Trọng hoan nghênh ông Lưu Kiến Siêu ghé thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước duy trì đã phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất. Cũng đưa tin về cuộc gặp, tờ Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng đánh giá cao sự chủ động tích cực của hai bên để góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Theo VOA, Việt Nam luôn dè chừng trước các phản ứng của Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam thường tiếp đón các quan chức của Trung Quốc trước khi tiếp đón đối tác Hoa Kỳ hoặc đi thăm Bắc Kinh trước khi có chuyến công du tới Washington. Chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Việt Nam hồi tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại Hà Nội. Trước khi đi thăm Mỹ vào năm 2015, ông Trọng đã đến Bắc Kinh để diện kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối tháng trước, ông Trọng đã cùng Đại sứ Hùng Ba lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị giáp biên với Trung Quốc. Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên với tư cách người đứng đầu nước Mỹ vào ngày 10 tháng 9, trước khi Nhà Trắng chính thức công bố chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Ông Biden nói rằng ông sẽ đến Việt Nam vì Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ với Washington. Hình ảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu ở Hà Nội hôm 5 tháng 9, 2023. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden và nguồn tin từ Hà Nội cho biết về vấn đề khẳng định với Washington Post rằng Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden đến thăm Hà Nội. Reuters cũng đưa tin rằng Mỹ và Việt Nam dự kiến sẽ bỏ qua mức chiến lược để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden, và sự nâng cấp chưa từng có tiền lệ này sẽ đưa Mỹ lên ngang hàng với 4 nước khác hiện đang là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Không có tuyên bố chính thức nào, kể cả Washington và Hà Nội, được đưa ra cho tới lúc này về việc Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất. Sự hợp tác quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Washington và Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 5 tháng 9 kêu gọi Mỹ không nhắm vào bên thứ ba khi hợp tác với các quốc gia khác ở châu Á. Theo Hoàn Cầu Thời báo, bà Mao nói rằng Mỹ nên bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước khi có thông tin Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam nói rằng ông Biden dường như sẽ cố gắng sử dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này cũng nhận định rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ, Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng đạt được sự cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington. Tại Hà Nội, khi gặp mặt ông Trọng hôm 5 tháng 9, ông Siêu được VN Express trích lời, bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai đảng giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như cho biết các cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d